Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Rồi, thông tin liên hệ ở trên màn hình nha mọi người. Số điện thoại nè, 0348 0043 ha. Mình nhắn tin hoặc là gọi điện. Gọi điện em không nghe máy được thì mình để lại tin nhắn giùm em ha. Em sẽ trả lời. Rồi, khách hàng mới bên em thì vui lòng chuyển khoản giùm em. Em sẽ gửi hàng ha. Rồi, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Em gửi bên Viettel nên phí vận chuyển nó rất là rẻ, không có cao nha mọi người. Rồi, khách mua quen rồi thì em gửi COD luôn nha. Chốt hàng ok rồi là em gửi, hoặc là có chuyển khoản thì báo em ha. Rồi, video hôm nay là mã 251. Rồi, mọi người đăng ký kênh để được cập nhật mấy video mới ha. Đăng ký kênh để thông báo về cho mọi người mấy cái video em lên mới nhất và sớm ha. Rồi, nay là về một ít nón nón kết ha, nón bere, nón bánh tiêu rồi. Rất là nhiều nón đẹp nha mọi người. Có nón Mỹ luôn nè, nón lính, nón Mỹ, nón bề rê, nón hiệu, nón Italy, nón USA Mỹ ha. Rồi, giới thiệu từng cái nha mọi người. Đây, đầu tiên là con nón Mỹ nha. Size 7, 3/4. Một size duy nhất nha mọi người ha. Không có điều chỉnh. Dạng nón lính, nón Mỹ nó vậy ha. Đây, đẹp. Hoàn hảo đẹp. Đây, rồi giờ em ướm thử cái đầu em ha. Tất cả nón đều em ướm thử để em biết cái số size nha mọi người. Rồi, cái nón này là khoảng 59-60 mang nha mọi người. Cái vòng đầu 59-60 ha. Vòng đầu là mình đo trên trán mình đó, vòng ra sao nha mọi người ha. Một vòng á. Đầu em thì 50, khoảng 57, 58 mang được. Em mang cái nón thì nó hơi rộng ha. Vẫn mang lên được, mà vẫn mang đi ok, nhưng mà nó hơi rộng ha. Rộng tí, nó không có chắc chắn. Mang vô thì nó vẫn được đó. Rồi, mã số 1, 550 nè. Nón lính Mỹ. Tiếp theo là con bire ha. Bire hàng hiệu của đây, Hàn Quốc, Martin Korea sản xuất. Tình trạng đẹp. Single 1983. Đây là thương hiệu nó năm 1983. Ở đây nó là cái màu đây, màu như vậy ha, nó sọc. Màu em quay lên là gần như là tương đối y chang á. Nó chỉ có là cái ánh sáng nó sáng hơn thôi ha, cái màu là nó giống đó, sáng cho mình nhìn thấy nó rõ. Đây, cái logo con kangaroo ha, nút dập hiệu. Rồi, sọc kẻ chéo. Đây, size đầu 57 vừa y nè mọi người. Thường nó đa số nó có ghi cái size luôn nè ha. Đầu em 57, 58 mang cũng được.
Nhưng nón này 57 nha. Nón này 57 đúng. Rồi vòng đầu 57 cm nha, không có điều chỉnh. Bít đuôi ha. Dạng bre nó thường là bít đuôi nha mọi người. Form rất đẹp. Con này nó form nó cứng. Nè. Dày dặn á, vải nó nhiều lớp ha. Cái lớp ngoài vài ngoài này nó đã dày rồi nè ha. Nó còn một lớp trong mỏng nữa. Rồi, con này mã số 2 ha, 300 ngàn. Nay về nón em chiên cái nón bere này luôn mọi người, bánh tiêu luôn ha. Rất là nhiều. Rồi, con này là gì? Black Giang. Black Giang ha, Hàn Quốc. 58 cm. Nè. À, hiểu ha. Ồ, con này sản xuất tại Việt Nam nha. Nè. Lâu lắm mới gặp một con nó sản xuất ở Việt Nam ha. Đây, cái logo nó bằng kim loại nha mọi người ha. Còn cái logo cái đầu trâu ha. Nó bằng kim loại. Đầu trâu hay đầu bò gì á, bò tót chứ. Giống con bò ha. Rồi, em đo cái size. Rồi con này size 58 nè ha. Nè đúng nó ghi luôn ha mọi người. Tầm 58 mà ok nữa ha. 57, 58 cũng được. Đó. Rồi mã số 3 ha, 250 nha. Phía sau đuôi nữa ha. Rồi số 4 là một con bánh tiêu. Con bánh tiêu. Con này là cái nón hiệu con chim mọi người. Nè. Rồi thấy con chim chỉ không? Này em đoán là con chim chỉ à. Thấy nó giống chim chỉ quá à, có cái đuôi dài. Cái Freya ha. Em không có giỏi tiếng Anh nên đọc không chính xác lắm. Phi. Nó để phi là nghĩa là phi size mọi người. Là cái size lớn size nhỏ gì mình mang cũng được á. Tại vì nó có điều chỉnh đây nè ha. Nó điều chỉnh nè. Điều chỉnh nó bằng cái khớp ha. Bấm vô mình kéo ra ha. Nó rộng ra. Không là nó chật ha. Rất đơn giản. Đó, nó điều chỉnh rất là dễ. Điều chỉnh này thì tầm 55 đến tầm đầu từ 55 đến đến khoảng 59 ha. Cái này caro sọc ha. Đây, cái logo heel của nó nè. Trông hoàn hảo. Tình trạng tương đối. Này 90% 95%. Rồi mã số 4 ha, 200 ngàn. Trong có lưới không mọi người. Ngoài vải trong lưới ha. Rồi số 5 con thương hiệu của Germany. Germany 1935 ha. Của Đức. Hàng hiệu Đức nè. Xa thương hiệu này của Đức nè. Saliwa. Phi sai ha. Này nó để là phi sai. 100% cô tông. Korea sản xuất. Hàn Quốc là cái nước sản xuất cái nón nó kết thấy đa số là nhiều nhưng mà. À.
Rồi cái này nó có cái hâu ga hâu vô này nha, để điều chỉnh size ha, đổi size đầu này. Mình đổi như vậy. Rồi, cái này tới size 59-60 cũng được ha. Rồi hâu hâu cho xuống, hâu chọt lại cũng được đó, rất là đơn giản. Cái này nó để che cái nút này đi ha, đó rất là đẹp, kiểu nó thiết kế rất là độc. Rồi con gờ mini này 250 ha, mã số 5. Này, lưới luôn. Số 6 à, một con hàng hiệu Sika ha, Made in USA đây. Made in USA sản xuất nha. Đây. 100% chất liệu gì nè, wool là cái chất liệu nó giống như len vậy mọi người nè, giống như len, như len đó, nó đang bằng len 100%. Nó có bị một cái lỗi nhỏ là nó đây CK size M ha, hàng hiệu của Mỹ đó, nó bị gãy cái tấm này mọi người. Thường đây nó sẽ có một cái miếng cứng này nè, nó bị gãy rồi ha, nên em bán rẻ nha. Tiếc rồi, cái con này nó cấn nó gãy rồi. Rồi thấy không? Cái miếng này nó sẽ cứng nó làm cái vành á, mà nó bị gãy nè. Mà nhờ cái nón bánh tiêu thì nó có cái này nó chịu lên nè ha, với lại cái vành nó nhỏ nên mình mang cũng không có biết ha. Nè, không có thấy nó gãy. Nó mang vô nó cái form nó vẫn y vậy. À, như nón này nó gãy ra hùa nè, nón lưỡi chai, còn nón này nó gãy nhưng mà nó vẫn có form, nó vẫn còn, nhờ cái này nó chịu rồi nè ha, nút nó dính lại. Cái này rất là độc luôn, hàng hiệu, nó có cái lớp che đằng sau lưng luôn nè mọi người, đằng sau cái gáy mình nè, cho ấm á. Cái nón này dạng nó làm dày nha, nè rất là dày, bên trong như có lớp bông nữa, cho ở mùa lạnh hoặc là Đà Lạt này kia mang rất là ok nè, trong có lớp bông mọi người, ngoài là len luôn ha, cái nón này giữ ấm luôn nè. Rồi mã 6 ha, 200.000 ha. Rồi con số 7 này là một con, cái kiểu nó, cái da nó làm gần ghi ha, có màu gần ghi. Con này size nhỏ mà đổi lên thấy size nó nhỏ, của Hàn Quốc luôn ha, Made in Korea, Korea sản xuất. Con này size nó nhỏ, size cỡ 56, 55, 56 đội ha. Cái vòng đầu mình á, 55, 56 đội là nó đẹp. Này, nó form nó vậy á. Rồi, mã số 7, 250 nè. Cái kiểu nó rách vậy mọi người ha. À, mới coi cái kiểu nó rách như vậy ha. Thấy kế rách thời trang á, cho nó nhìn nó bụi hơn ha, nó hợp với cái màu, cái màu của nó phải có rách rách vậy. Rồi tiếp theo là con nón này, con này nó giống như vải jean nè mọi người, đờ mi, con này vải đờ mi nè, nó giống jean nè. Hàn Quốc luôn, rất là giống vải jean ha, nhưng mà nó khác vải jean chỗ là nó mỏng hơn ha, cái loại vải này nó vậy. Thường sản xuất mấy cái áo sơ mi không à, áo sơ mi mà vải nhìn giống jean mà nó mỏng là cái vải này nè, đó giống vải jean mà nó mỏng, nó mát. Rồi tình trạng ok, có dây tăng chỉnh ha, tăng đưa
Rồi đầu từ nhỏ tới lớn hả? Năm sáu tới năm chín sáu mươi cũng được, năm lăm năm sáu cũng được. Này cái nút nó bật ra được không? Nút bằng đồng bật ra được luôn. Rồi mã số 8 à, 200 ngàn. Rồi tiếp theo là cái này, con này rất là đẹp, con này chưa sử dụng luôn, còn cái tác luôn. Đây. Con bê màu trắng caro âm, caro nó ẩn ẩn bên trong rồi, có sọc sọc caro ha. Đây nó theo cái logo giống cái hình người luôn. Cái quai này giống bằng nhôm này, cũng mở ra được nha ha. Rất là tiện nè. À, cái logo cái người đi dã ngoại mọi người. Đây là cái logo cái người giống như đi leo núi. Đây cái tag nó còn nè. Mà nó rớt giấy à. Có miếng giấy mà người rớt. Còn cái tag là chưa xài. Có ai xài mà không bóc tag ra đâu ha. Mã số 9 300 ngàn. Đó. Cái này size nhỏ lớn được nha, phi size luôn. Điều chỉnh từ 59 trở xuống, ok. Tiếp theo một con màu nâu. Đây, con bê màu nâu hiệu blue, hiệu blue Italy, thương hiệu Italy blue ha. Sản xuất tại Hàn Quốc, hiệu Italy. Đây full màu nâu luôn nha mọi người. Rồi con này giá rẻ. Đây bên trong 100 ngàn. Mã số 10 ha. 100 ngàn. Rồi tiếp theo con Italy nữa. Italy hát cá. Nón Italy ha. Đây Italy này. Con hàng hiệu Italy.
350 nha, mã 11. Rồi tiếp theo con hàng hiệu Polo ha, hàng hiệu Polo Mỹ. Hàng hiệu Polo Mỹ nha, ngựa nhỏ ha, màu xanh xanh đậm ha. Xanh này như giống rêu mà nó sậm hơn. Hoàn hảo đẹp, chất lượng Polo, chất lượng khỏi chơi. Đây dây da đẹp, nguyên miếng dây da nha. Hàng hiệu Polo sản xuất tại Sri Lanka ha. Đây Sri Lanka, cái đất nước này như ở bên Mỹ sao. Sri Lanka ở Mỹ chứ không phải ở châu Á nè. Size số 6 này. Rồi cái này free size mọi người, nhìn dây là biết đội lớn nhỏ gì đều không được. Cái này size tới đây, khoảng từ 59 trở xuống ha. 59 trở xuống nó đẹp. Đầu 59 trở xuống đẹp. To quá cũng mang không được, không đẹp chứ không phải không được. Mang vô nó được nhưng mà nó hơi nhỏ, nhìn nó nhỏ như cái đầu của mình. Như cái đầu 60 mà không được mà nó nhìn vô hơi nhỏ ha. Chứ mang vô thì lọt rồi đó. Đó là khoảng 59 trở xuống thì nó đẹp ha. Dòng đầu. Rồi mã số 12 ha, 350 nha. Con Polo. À tiếp theo con này nó làm thiết kế rất là ngộ nè. Nó hình tam giác. Mấy cái hoa văn nó hình tam giác không mọi người. Toàn là hình tam giác ha. Hiệu gì đây? Điền Run ha. Điền Run Hàn Quốc. Tem Hàn Quốc. Rồi móc khóa đồng. Nó đóng đinh tán bằng đồng nữa ha. Có đinh tán. Ok, mã 13 ha, 200.000. À, đầu điều chỉnh được không? Rồi 59 cho xuống đẹp. Rồi cái con này là bánh tiêu. Bánh tiêu tròn do luôn mà ha. Đúng như cái bánh tiêu luôn. Bolete là Hàn Quốc. Rồi hai lớp. Con này size 57-58 ha, mang ok. 57-58 mang vừa nha. 14-200.000. Rồi con hàng hiệu Gold nè.
Suri, dòng E ha, Suri dòng E là nó sẽ sản xuất cho đánh rôn ha. Đây, hàng hiệu sản xuất cho đánh rôn Biriton ha, Nhật, thương hiệu Nhật ha, Biriton nón Nhật, sản xuất dòng đánh rôn Biriton rôn 100% cotton. Đây, độ mới rất là cao, 100% cotton. Hoàn hảo. Tăng chỉnh, lớn nhỏ cũng được. Rồi mã số 15. 350 nha. Đó, quá chất. Chữ B heo dày lên rất là đẹp. Nó heo chỉ dày là mọi người. Đây, dây da nè, thiết kế hai bên dây da, hai miếng da dệt cùi luôn. Logo cũng là miếng da hoàn hảo, đẹp. Đây, Hàn Quốc. Hai lớp có lưới nè. Rồi size tăng chỉnh được ha. Vòng đầu từ cũng 59, khoảng 59 cho xuống đẹp. Rồi mã 16 ha, 250 nha. Con nón này nó phối cái thiết kế nó nhìn nó đẹp lắm. Nè. Da phối với cái màu này nhìn nó hợp. Ha. Rồi ồ, con nón này nó dày mà nó nặng mọi người. Cái này giống như nó làm bằng da, không biết da gì nhưng mà nhìn nó lông mọi người. Nó tạo kiểu như da ha. Nè, đây cũng có miếng nó tạo kiểu giống da. Ở đây là lớp vải, vải kaki ha, nó dày mọi người, vải kaki. Ngày cái nút này. Cái nút này điều chỉnh được mọi người nè. À, điều chỉnh được nè. Tem Hàn Quốc. Rồi. Cái này là size nhỏ. Cái nút khác này là đang xe nhỏ ha, dùng cho nó to ra nè. Rồi, nó có hai cỡ nha. Cỡ to ra là, rồi to ra là cỡ 57 ha. To ra 57 mọi người, rồi nó khoảng từ 55 tới 57 ha, vòng đầu 55 57. Thiết kế đẹp chưa? Mà thấy cái đèn chéo, đèn xiên, đèn chéo với nhau, đường dây nhìn nó ngầu. Rồi mã số 17 ha, 300.000 là kiểu nó gấp. Đây. Nó sẽ xẻ mấy đường. Đây.
Rồi tiếp theo một con sọc trắng đen. Sọc trắng đen. Hàn Quốc 5658. Đây, size nó từ 56 58 luôn nè, nó ghi luôn mọi người. Hàn Quốc ha. Bao nhiêu tiền Hàn Quốc nè, 16.000. 56 đến 58 ha, vòng đầu. Độ mới còn khá đẹp luôn. Này, trắng đen, nón trắng đen nha. Sọc trắng đen. Đơn giản vậy thôi. 56 58 ok. Rồi chính xác luôn. Mã 18 250 ngàn. Rồi, tiếp theo là con đây. Hàn Quốc. Đồ mới còn ok. Đây, cái hiệu nữa nè, đọc không được. Ồ, logo ngộ quá vậy. Hai dấu gạch, dấu gạch đứng, dấu gạch ngang ha. Kiểu đơn giản. Logo giống như chữ L sao. À, F Fubu. Rồi, mã 19, 200 ngàn. Này hai lớp nha. Vậy nó hai lớp chất trắng xịn. Rồi, chỉ 200 ngàn. Kiểu lạ, màu lạ ha. Màu vải này lạ nè. Màu ăn nó độc. Đó, hàng này được cái nó chỉ là nó là những cái mẫu rất là độc đáo. Trên thị trường gần như là không có ha. Rồi 200 ngàn ha. Khoảng 19. Rồi con này là con Jeep. Jeep. Xe Jeep á. Là xe Jeep ha. Xe Jeep. Một con xe Jeep ha. Xe Jeep 1941. Single 1941. Vạch mã code tùm lum. Thì tiếng Anh tùm lum luôn. Con xe Lip Limit. Line Without Limit là gì? Không hiểu. Rồi Jeep ha. Giúp hiểu luôn. Rồi Jeep rồi chắc chắn phải có cái xe Jeep rồi. Nè. Cái xe Jeep hồi xưa mọi người. Rồi. Con này như lỗi đây tí mọi người. À, nó có cái dấu mai này ha. Đánh giá 250 thôi. Mà nhìn về hoàn toàn không thấy ha. Đó, không thấy nhiều. Rồi mã 20 250 nè. Một con Jeep. Xe Jeep. Nó cái chắc chắn rất là chắc chắn, nó giống như Polo vậy. Cái kiểu nón nó chắc chắn. Cauri. À, đây là hiệu Cauri. Bộ xương mọi người nè, nó nguyên bộ xương nè. Không biết xương con gì. Logo nó rất là lạ, nó làm hình nguyên bộ xương mọi người. Không biết xương con gì. Rồi 1987. Để ngày tháng luôn. Cauri logo bằng kim loại. Phía sau cái logo rất là đẹp nữa.
Kaori Mark in Cora handmade thủ công, hàng thủ công, hàng chuyên thủ công, size 57 đến 59 ha, 59 trở xuống. Ồ, cái chất liệu này nó vải gì nó ngộ, nó có mấy cái chấm đen đen đỏ đỏ nè mọi người. Mềm mềm, vải này nó mềm lắm, ngoài cũng mềm lắm. Trong tình trạng ok, đồ mới ok. Cái này, cái miếng này nó giống như cái dao lộn vậy mọi người, nó mềm mềm vậy. Không biết bằng gì nhưng mà nó mềm như da lộn. Rồi, cái con này mã 21 ha, 250 nè. Ô con Grab nè. Ô con Grab hàng hiệu xịn. Con Grab San Francisco. Grab San Francisco nha mọi người. One side. Nó ghi Grab tay một nồi luôn. Đây cái logo nó đẹp quá. Logo nó theo kiểu này rất là đẹp. Nhìn nó nổi. À chỗ này nó làm gách hay là nó bị ấy không hiểu, nhưng mà cái độ mới còn rất là cao nè. Sao chỗ này nó hơi xước xước nhưng mà nhìn nó cũng hợp với cái nón ha. Đây dây tăng chỉnh nha, chân thì vẫn mình lớn nhỏ rồi, cỡ 59 trở xuống là đẹp. Grab San Francisco mã 22 250 ngàn. Ô con này Mỹ nữa nè, Blackley California. Đâu Blackley California là ha, American. Chung nó nói về Mỹ không, tiếng Mỹ không. Con này sản xuất ở Hàn Quốc, bởi Hàn Quốc. Quá đẹp. Ồ, cái đinh tán này nó có cái hiệu luôn, cái logo của nó là Blackley. Nó giống như cái nón lính Mỹ vậy mọi người. Trong là một lớp vải lính. Vải gần ghi. Rồi American. Kiểu rách bụi. Nón dày dặn giống như polo. Cầm tay nó rất là dày giống như polo ha. Himalaya. À đúng rồi. Giống như cái ngọn núi ha. Chung là khó hiểu. Rồi cái logo này nguyên miếng ha, nó may lên logo heo và là may lên. Rồi màu riêu nha mọi người, này lên camera nhìn nó khác khác màu đấy, màu sậm sậm á, nó màu riêu, màu xanh riêu.
nè, đó cho xuống nó gần giống rồi, màu xanh rêu. Rồi mã 23 ha, 400.000. Italy Milano. Này là con Italy nữa. Ferro. Phần gì? Phần Franco Ferro nè. Milano Italy. Hiểu ý. Qua tem không? Rồi, mới cao đẹp. Chẳng ok, nón màu sáng. Màu này nó sọc sọc. Sọc sọc ha. Rồi size nó là cỡ 58 trở lên ha, 58 59 nha mọi người. 58 59 mà. 57 mà cũng được. Em cỡ 57 58 nè. Mà cũng được ok. Chung 58 59 mang đẹp ha. 24 ha, 300.000. Rồi 25 150. Con này là vải giống như dày dày. Mang nó ấm. Rồi cũng ở Hàn Quốc. Đây, đẹp, ok, hoàn hảo. Rồi size là cỡ 57-58 nè. 57-58 nè, 25, 150 nè. Rồi tiếp theo ba cái này nha mọi người. Ba cái này nó hơi không đẹp. Nói chung là nó đây. Bán rẻ ha. Bán ba cái luôn. Nói chung ba cái ha. Đó. Cái này là cái bê rê riêng nè. Này vải riêng nè. Dày. Dày mang bền. Riêng dày bền nè mọi người. Cực kỳ bền luôn, chắc chắn. Không sợ gắt. Rồi, cũng Hàn Quốc. Vải riêng. Đó. Rồi, con Vondet. Vondet nè. Con đất màu rêu. Mắc cái tem à. Gắt tem mắc. Quá động. Này. Trông cũng còn ok. Đó, con đất. Rồi với con BR này hơi cũ ha. Rồi nói chung hơi cũ. Rồi ba cái luôn. Hai mã 26 ha, ba cái 200.000. Con này size 58. Con này rồi cũng 58 mang. 57 58 mang ok. Con này thì tùy chỉnh. Rồi ba con. 57 58 mã 26 ha. 200.000 ba cái. Rồi. Hết rồi, kết thúc video hả? Cảm ơn mọi người.